Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang ngồi trong căn phòng nhân vật chính của Hot Avatar số 1 lần này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh chàng này chia sẻ nhé. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Vĩ. Trên mạng thường biết đến mình với nickname là Velas. Mình là một người rất là đam mê nghệ thuật. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn niềm đam mê của mình. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những niềm đam mê lớn nhất của mình, đấy là guitar. Mình có một bộ sưu tập guitar khoảng mấy chiếc, nhưng mà đây là những chiếc guitar mà mình thích nhất. Mình sưu tập nó từ những cái hồi mà mình mới bắt đầu tập đàn. Mình tiết kiệm tiền để mua những cái con đàn từ rẻ nhất cho đến những con đàn nhiều tiền. Phía bên này là hai chiếc đàn thùng mà mình hay dùng nhất để đi làm. Cái này thì kiếm cũng dễ thôi, nó ở ngay trên nhạc viện. Còn đây là chiếc đàn mà mình tự gọi là độ đấy, thì là mình tự tay sơn và trang trí cho nó cho giống như chiếc đàn của thần tượng mình. Nếu mà ai là dân rock thì sẽ biết bác đi hết. Anh cường ạ, xuất hiện trên sân khấu với một chiếc mặt nạ như thế này. Còn chiếc guitar mà mình đang cầm là chiếc guitar có ý nghĩa nhất với mình. Đây là chiếc guitar mà mình kiếm được từ năm lớp 12. Các bạn có thể thấy nó rất đặc biệt, con đàn trong suốt. Có thể có con đàn độc nhất Hà Nội, ở trong Sài Gòn thì mình không biết. Còn bên cạnh mình đây là chiếc Gibson màu đen. Chiếc này thì mình bạn mình xách từ bên Nhật về. Con này để có được mình cũng rất khó khăn, tại vì phải đến 2 năm rồi mình mới được cầm nó trên tay. Còn chiếc bên này là một chiếc rất màu mè, nhưng mà mình rất ít đánh nó. Mình toàn để nó trong bao khoảng hơn 2 năm nay rồi, nhưng mà mình cũng rất là thích tại vì nó rất là đẹp. Bây giờ xin mời Hương và các bạn khán giả đến với gala siêu độc của chàng trai Vĩ Glass. Chiếc đầu tiên mà chúng tớ muốn giới thiệu với các bạn đó chính là một chiếc Vespa 150 đời rất là cổ. Và bên cạnh chiếc Vespa chính là những chiếc motocross cực kỳ hoang dã và hung dữ. Ngoài ra thì tiếp đến chính là những chiếc sport bike với dáng vẻ thể thao rất khỏe mạnh. Và cuối cùng xin giới thiệu với các bạn một chiếc Airbus A320 cực kỳ xinh xắn và dễ thương trong bộ sưu tập này. Cái này mình thấy có một bộ sưu tập đàn rất là cá tính. Ngoài ra Hương còn biết là bạn còn đóng phim nữa. Vậy bạn có thể chia sẻ với mình một chút về những cái bộ phim bạn đã từng đóng được không?
như đóng một quay phim là đập rất là đập. Lẩu nữa như nào? Đơn thì là mình đóng phim hay thì thế sao mình cũng không tự hào gì đến như vậy lắm, nhưng mà nếu mà hỏi thì mình sẽ trả lời mình có tham gia một khoảng 3 đến 4 bộ phim thì phải đến 3 thì mới đóng phim đấy thì đóng vai thì chết chưa đóng được phim là tại đóng một phim duy nhất mình không chết thì đấy là phim 13 nữ tù và phim đấy chắc là mình đóng chán quá đặc biệt là mình không chết rồi. Còn là cái bộ phim mà mình thích nhất là một phim mình một bộ phim ngắn mình đóng cho nhóm học sinh ở Omega thì phim đóng vai một kẻ sát nhân đang nhân cách rất là hay. Vậy trong sự nghiệp diễn xuất của mình thì Vĩ có điều gì khiến Vĩ ấn tượng và kỷ niệm nhất không? Mình cũng có nhiều, nhưng mà lúc mình đóng một cảnh đánh nhau ở trong phim Địa Tình Yêu thì mấy ông chả hiểu mấy ông máu quá thì đánh mình bầm dập lên sáng sau vẫn còn đau, và đến tối lại quay thêm cảnh đánh nữa. Có hôm đấy về cả tay chân té tung xước xiết ngã trên cỏ là cử động rất là rát, nhưng mà bị đánh nhiều thế nhưng mà bị vẫn rất đam mê diễn xuất nữa. Ra thì như cái lần mà mình đóng ba nữa tù xong ấy, mình thấy trong đầu là mình không bao giờ thể tham gia bộ phim nào nữa, tại vì dự định quá với cả nói chung mình cảm thấy mình không hợp với cả cái ngành này, nhưng mà không hiểu sao và sau đấy thì mình lại có phim gọi đi là mình lại tham gia, và cảm thấy mỗi bộ phim nó lại có một cái niềm vui khác nhau. Đấy đã là đam mê của Vĩ rồi đúng không? Đam mê diễn xuất nó không dễ gì để từ bỏ. Mình chỉ như thế là một sở thích thôi, nhưng còn đam mê thì chắc là chưa. Xin cảm ơn Vĩ. Từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã làm quen với Vĩ, một anh chàng có nhiều cá tính và bộ sưu tập rất độc đáo, hoành tráng. Vậy Vĩ này, không hiểu là thời gian đâu mình có rất nhiều niềm đam mê và bạn liên tục đi chạy show như vậy, thì thời gian đâu để bạn dành cho học tập? Thực ra thì cái việc chạy show hoặc là mình tham gia những cái việc này này thì nó không ảnh hưởng đến, tức là phần lớn là thời gian là buổi chiều, buổi tối thì nó cũng không ảnh hưởng đến học tập lắm. Mình phải tự biết cách để điều chỉnh cân đối những cái việc thời gian ở đấy. Vậy cô trên mình có một câu hỏi cuối cùng về trong Vĩ, đó là dự định trong tương lai của Vĩ như thế nào? Tất nhiên là mình theo học mỹ thuật thì mình sẽ phải có cái tương lai phải liên quan đến ngành này rồi, thì không thể học mỹ thuật xong ra để làm cái khác được. Mình cũng phát triển theo ngành đồ họa, nhưng mà nó sẽ là đồ họa truyền hình được hoạt động, và có thể thì mình muốn làm mở một cái studio thật là lớn. Vậy có gì thì xong để chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhé. Tất nhiên rồi. Thay mặt Hoa Chó Online, Hot Avata thì chúc bạn sẽ nhanh chóng thành công trong cuộc sống và cũng như trong công việc và gia đình. Và các bạn đừng quên bình chọn cho Vĩ với số báo danh 0 0 1. Xin chào các bạn.